Yay! Hâm ông. What's the pills? Hip hop old school, new school, là bây giờ là no school. Không có nhiều thứ khác biệt, thật là tuyệt khi ví như sự khác nhau giữa khuôn đậu và tàu phớ. Tất nhiên lời giống sự khác nhau giữa tất và đôi vớ. Ngay đáp chơi nào đó tớ phải giặt ngay cả bốc mùi và cái mai lâu ngày không ai chùi mùi mười câu này của đen. Bởi sao đoạn này vẫn không chắc là của nó, nhưng mình chắc chắn là phải chơi phần nó. Vì đợt này nghe nói có cái hội gì đó, hội anh em chó cùng tham gia gà như mình. Nằm vơ giữa đi phờ lâu, nó tà không thâm thúy, nhưng lời có chút gì đó mặn mà. Nhắc thấy mặn thì mình nhớ để khi nào tớ gửi ít cho Huế ra mà chấm với ca. Không hiểu cho các bác vào Huế cứ thích nam gái mà đi về mua mắm tôm chua. Nói thật là vào đời Huế tôi ở đây cũng đéo thích cua. Tôi lại thích con gà Thành có chút gì đó xanh và chua. Thích cơ sống nhanh tí xô bồ nhưng ngoài kia có tranh và đua. Còn con gái hay xưng hô cậu với tớ nghe mà thích lắm hi. Còn ở đây xưng mi tao là không rõ hắn lại hỏi cái chi. Sau vườn này chắc thì vần y thôi phải dừng ngang đây, tôi còn phải đi mà nghỉ. Và mong sau vườn mình sẽ là BDT. Nhắc anh ấy nếu ok thì vào sau vườn mình đi. Yeah, xem song. Yeah, Cypher. Woo.